Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình sẽ cùng quay tới trở lại với tựa game Tales of Vesperia của nhà phát hành Funtastic. Đầu tiên mình sẽ chơi thử và will you shut your damn. Ok, thì như vậy mình đã chơi qua phần gameplay của game này. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn em nhập gift code và chia sẻ cho em tất cả các gift code dành cho tân khẩu. Đầu tiên, để nhập gift code, em nhấn vào avatar của mình. Sau đó, em nhấn vào cài đặt, nhấn vào đổi gói và tiến hành nhập gift code. Gift code thứ nhất như sau: S U N T A B. Thế anh em nhấn vào đổi để đổi quà. Để nhận quà, anh em vào thư. Gift code này bao gồm các phần quà sau: 1k bio cap, bản đồ tìm kiếm cao cấp dùng để tìm kiếm tướng siêu cấp trong khu tướng, mảnh Tuny 200 SP chỉ huy, 1k kim loại, 1k lương thực, 1k gỗ. Giao diện tổng bộ nổ lửa. Thank you.
Như vậy là đã xong. Cảm ơn em đã xem video. Chúc em chơi game vui vẻ. Đừng quên like và subscribe ủng hộ mình nhé. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.